Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Alimechina. Nữ nhân trong đấu phá thương khung nhiều vô kể, ấy thế ở Gia cũng không kém. Tiêu Viêm một trong những nhân vật từng làm mưa làm gió trong khoản gái. Mặc dù Tiêu Viêm lắm tài nhiều tật trong những pha đánh nhau, nhưng điều đó lại là điểm nhấn mà con gái thích. Trong rất nhiều thời gian Tiêu Viêm đi buôn lậu thuốc khắp thế giới, hắn vô tình phát hiện ra ba loài ma thú mạnh nhất thời Viễn Cổ còn sống sót. Ở lần bình luận lần này về ba tộc ma thú gồm có Cửu U Địa Minh Bang, Thiên Diêu Hoàng tộc và Thái Hư Cổ Long. Thứ nhất, Cửu U Địa Minh Bang. Cửu U Địa Minh Bang thuộc loài rắn của Viễn Cổ. Tuy nhiên, theo thời gian dưới sự phát triển của loài rắn quá nhiều, Cửu U Địa Minh Bang trong gia tộc càng ngày càng ít có huyết mạch thuần chủng. Với số lượng đông đảo được làm tổ tại vùng Cửu U Địa Uyên, nơi này là sâu bên trong lòng đất. Trong lần Tiêu Viêm đi đến Cửu U Địa Minh Bang kiếm Hoàng Tuyền huyết tinh để luyện chế ra thuốc Cửu Âm Hoàng Tuyền Đan, do đó Tiêu Viêm đã phát hiện ra bí mật đồng trời của Cửu U Địa Minh Bang. Hắn đã cứu Yêu Mình đấu thánh 1 sao bị nhốt dưới ao Cửu U Hoàng Tuyền. Sau khi Yêu Mình cùng Tiêu Viêm giết chết em trai Yêu Khiếu Thiên ấy lại trước Tông Trường, từ đó Yêu Mình có mang tộc của mình trợ giúp Tiêu Viêm đánh Hồn Tộc. Nhưng với sức mạnh của Cửu U Địa Minh Bang chỉ đông số lượng, chất lượng lại có vẻ hơi kém. Ngoài ra trong thời gian Tiêu Viêm đến tộc Cửu U Địa Minh Bang, cũng lấy được đấu ký thiên giai của Hoàng Tuyền Yêu Thánh để lại. Đấu ký này là một trong những đấu ký khi Tiêu Viêm dưới cấp bậc đấu đế, cụ thể là đấu thánh, hắn sử dụng rất nhiều. Xét về sức mạnh giữa ba tộc Cửu U Địa Minh Bang, Thiên Diêu Hoàng tộc, Thái Hư Cổ Long, thì Cửu U Địa Minh Bang yếu nhất trong ba tộc, khi chưa thấy xuất hiện đấu thánh 3 sao, mà hai tộc còn lại có đấu thánh nhiều nhân nhản. Thứ ba, về Thiên Diêu Hoàng tộc. Thiên Diêu Hoàng tộc là loài phượng hoàng lửa trong truyền thuyết, với sức mạnh bá đạo của mình cực kỳ có tiếng tại giới ma thú. Mỗi thù chuyển kiếp giữa Thiên Diêu Hoàng tộc và Thái Hư Cổ Long không bao giờ kết thúc. Từ thời Viễn Cổ, Thiên Diêu Hoàng và Thái Hư Cổ Long Viễn Cổ Rồng đã có một trận chiến bùng nổ về sức mạnh, bởi hai bên đứng ở vị trí ngang hàng giữa quân số sức mạnh, nên Thiên Diêu Hoàng tộc chưa bao giờ sợ bất cứ loài nào. Theo truyền thống của Thiên Diêu Hoàng tộc để lại, những thành viên trong một tộc mà chết đi, xác chết sẽ phải được mang về trong tộc chôn cất. Chưa ai dám lấy xác chết của Thiên Diêu Hoàng tộc chế tạo ra các loại đồ chơi sẽ bị truy nã đắp mộ. Do đó toàn bộ trên thế giới chưa có một ai mang xác Thiên Diêu Hoàng tộc ra bên ngoài. Nhưng thanh niên Tiêu Viêm nó lại ở tầm cỡ khác, hấp thu máu Thiên Diêu Hoàng tộc, còn lại chế tạo ra cánh cốt rực ngọc thạch. Thậm chí hắn còn cho em bé tưởng nhân 10 cái dao làm từ móng Thiên Diêu Hoàng tộc. Nên Tiêu Viêm đến Trung Châu bị cả dòng họ nhà Phượng Hoàng Thiên Diêu Hoàng tộc lùa như vịt. Kể cả tâu trưởng Thiên Diêu Hoàng tộc Hoàng Thiên Đấu Thánh cũng từng ra tay đánh Cửu U Địa Minh Bang tộc rắn bắt Thải Lân Minotaur. Tuy nhiên với sức mạnh của Tiêu Viêm lúc đó chạy đến trợ giúp Yêu Mình, tâu trưởng Thiên Diêu Hoàng tộc Đấu Thánh 5 sao hậu kỳ đành phải rút lui trước Tiêu Viêm. Thứ ba, thuộc về Thái Hư Cổ Long tộc. Thái Hư Cổ Long là loài rồng trong truyền thuyết, tự nhiên là con cháu của Trúc Khôn Đấu Thánh 9 sao hậu kỳ của Thái Hư Cổ Long. Trải qua những ngày bôn ba, tự nhiên đột phá đấu thánh, kích hoạt huyết mạch trở thành Long Hoàng mới. Với sức mạnh của loài rồng mạnh mẽ, ai trong tộc cũng có khả năng thao túng không gian. Nếu nói về người am hiểu nhất trong không gian thì Thái Hư Cổ Long làm trùm. Từ khi Trúc Khôn làm tộc trưởng mất tích, Thái Hư Cổ Long được chia làm 4 đảo Đông Tây Nam Bắc, mỗi đảo đều có một chủ nhân tự xưng là Long Vương. Tuy nhiên về sau tự nhiên có sự trợ giúp của Tiêu Viêm, ba đại Long Vương Tây Nam Bắc đều bị giết chết. Từ đó Đông Tây Nam Bắc đảo gộp thành một đảo như ngày xưa. Dưới sự dẫn dắt của Tử Nghiên, Long đảo nhanh chóng củng cố được rất nhiều quân đội. Sau này Long tộc tìm lại được Trúc Khôn đấu thánh 9 sao hậu kỳ bị đà xá cổ đế phong ấn, nên càng về sau Long tộc càng phát triển. Tất nhiên ở trận đại chiến với Hồn tộc, Thái Hư Cổ Long cùng Thiên phủ Liên Minh của Tiêu Viêm cùng liên quân của ba tộc Viễn Cổ, Viêm tộc, Lôi tộc, Cổ tộc liên kết rất nhiều các thế lực đánh Hồn tộc. Kết quả thì Hồn tộc bị giải thể.